Thưa quý vị và các bạn thân mến, lẽ nào nội chiến đã bắt đầu ở xứ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Nội chiến đừng hiểu theo nghĩa của cuộc chiến giữa Việt Nam Cộng hòa với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như trước đây. Nội chiến thời hiện đại, thời công nghệ mạng và quyền lực nhóm trong những cùng với một đảng phái độc tài hoàn toàn khác với nội chiến giữa nhiều đảng phái. Nó không phải là cuộc đấu vũ khí công khai và làm hàng triệu người chết vì đạn lạc, bom rơi, mà đó là cuộc chiến ngấm ngầm nã đạn vào đầu nhau giữa các phe nhóm quyền lực và lợi ích. Cuộc nội chiến mượn tay giang hồ đâm thuê chém mướn và di hại của nó là xã hội trở nên bất ổn, bất lương và bất an. Hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu cái chết xảy ra trong cuộc chiến nội chiến này. Không phải vì hòn tên mũi đạn mà vì sự tắc trách cầu thả và cả thủ đoạn vũ khí mềm trong quá trình diễn ra. Liệu Việt Nam có đang trong thời kỳ nội chiến? Câu trả lời là có, bởi chưa bao giờ cuộc nội chiến Việt Nam diễn ra ngay trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lại khốc liệt đến mức như bây giờ. Bởi chính cuộc nội chiến giữa các phe phái trong Đảng đang diễn ra ngày càng khốc liệt nên các phe nhóm mạnh phe nào phe nấy thủ một lượng tư bản lớn thông qua tham nhũng, đục khoét ngân khố, bóc lột thuế của nhân dân dưới nhiều chiêu thức. Các phe phái buộc phải tích lũy càng nhiều càng tốt để có cái mà chiến với đối phương. Khi đối phương ra đòn bằng vài chục tỷ thì ta ra đòn bằng vài trăm tỷ, miễn sao che mắt được thiên hạ và củng cố được lực lượng, làm lớn mạnh lực lượng và chính sách dành cho nội chiến của các phe nhóm trong nội bộ Đảng Cộng sản đã nhanh chóng đẩy đất nước tới chỗ kiệt quệ. Mặc dù đất đai nhà cửa hoành tráng nhưng trả giá cho cuộc sống này là môi trường tàn tạ, thiên nhiên khánh tận, lòng người kiệt quệ. Và để trả giá cho cuộc chiến này có hàng trăm hàng ngàn người chết vì tai nạn giao thông, hàng triệu người chết vì ung thư và các thứ bệnh tật khác, hàng triệu gia đình lao vào nợ nần phá sản, mất trắng hàng triệu dân oan ra đời. Đó là chưa nói đến những cái chết do chém giết nhau giữa các băng nhóm giang hồ, cái chết do anh em trong nhà tranh giành tài sản đất đai giết lẫn nhau. Tất cả những cái chết này đều do nội chiến giữa các phe nhóm quyền lực cộng sản mà ra. Vì sao? Vì trong quá trình thu thập tư bản, thu thập quyền lực, các nhóm đã đạp qua sinh mệnh và sức khỏe của hàng triệu đồng loại. Các nhóm đã không những không ngó ngàng tới quyền lực của nhân dân mà còn tỏ ra bóc lột nhân dân càng nhiều càng tốt, xem nhân dân như thứ gà vịt để vặt lông, vặt sao cho nhẹ, vặt từ từ cho nó khỏi kêu. Hệ quả của việc này thì khỏi phải bàn, đường xá mới làm đã ổ gà ổ voi thành cái bẫy giết người. Cảnh sát giao thông vốn là những người mang trách nhiệm điều tiết bảo vệ an toàn giao thông bằng pháp luật thì lại là những kẻ hung thần dữ tợn đối với người tham gia giao thông và là những kẻ cướp trắng trợn nhất. Công an nhân dân là trung tâm bảo an của một đất nước lại thành cái ổ của những kẻ ma cô côn đầu ẩn náu và thành những nơi bảo kê, thậm chí là trung tâm điều chuyển ma túy. Bộ Y tế là cơ quan đầu não của thiên chức chăm sóc sức khỏe của nhân dân thì thành ra hang ổ của những kẻ buôn thuốc giả, lừa đảo nhân dân, làm giàu trên sức khỏe và mạng sống của nhân dân. Dường như ngành nào bộ nào cũng có những tay cộm cán, tỉnh nào huyện nào cũng có những tay quan chức anh chị. Họ không hành động vì nhân dân dựa trên pháp luật mà họ mượn lá bài thẻ đảng, bằng cao cấp chính trị để bóp méo điều lệ đảng và làm mưa làm gió, thu thập tiền bạc về cho phe nhóm và gia đình của họ. Và đáng sợ nhất đó là ngành giáo dục. Bởi mọi ngành, kể cả ngành y tế bị sai phạm thì cái chết chỉ tập trung vào một số người, một nhóm hoặc một tỉnh thành và cái chết đó sẽ ngay lập tức khắc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh. Ngược lại, một chút sai phạm nho nhỏ trong ngành giáo dục sẽ làm chết nhiều thế hệ. Và nếu như ngành giáo dục lệch lạc thì xem như câu chuyện giáo dục Việt Nam sẽ đi đến chỗ bế tắc và nhiều thế hệ bế tắc liên đới. Thời gian vừa qua, một người ngồi ở quán cà phê đường Tạ Quang Bửu gần với vị trí Bộ Giáo dục tọa lạc đường Đại Cồ Việt gần vị trí đã nghe tiếng súng nổ lúc 7 giờ, mốc giờ trùng với giờ của ông Thứ trưởng Lê Hải An bị tai nạn rơi từ tầng 8 của tòa nhà Bộ Giáo dục. Cái chết của ông Lê Hải An còn nhiều nghi vấn bởi lan can bao hành lan can của tầng 8 cao chừng 1,4 m. Với độ cao này, khó có thể để cho một người đàn ông cao lớn dựa lưng vào mà bị ngã băng qua nó
hoặc bị trượt chân ngã băng qua nó. Và hơn thế nữa, tiếng súng nổ này ở đâu ra? Và một khi ông Lê Hải An, người đang nắm vị trí quyền bí thư đảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có thể sắp tới ông sẽ được bầu bổ vào làm bí thư chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm chức Bộ trưởng Giáo dục của Việt Nam, thay thế cho ông Phùng Xuân Nhạ, khiến cho dư luận chĩa mũi dùi vào ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Bởi xét về mặt quyền lợi, quyền lực và sự có mặt của ông Lê Hải An ở Bộ Giáo dục và Đào tạo là một bất lợi cho ông Nhạ. Hơn nữa, ông Thứ trưởng Lê Hải An từng ký thông báo về việc xem xét kỷ luật công chức 13 công chức của Bộ Giáo dục, gồm các cục trưởng, cục phó cục quản lý chất lượng, vụ trưởng vụ giáo dục trung học, chánh thanh tra, phó chánh thanh tra và vụ trưởng vụ pháp chế. Có trách nhiệm liên quan tới việc xảy ra gian lận thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Tuy nhiên, ngày 9 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục lại ký văn bản hủy bỏ các quyết định và thông báo của Thứ trưởng. Và theo tuyến tính suy luận này của chúng tôi thì Phùng Xuân Nhạ là kẻ có dính đến cái chết của Lê Hải An, hoặc giả có thể là chủ mưu. Nhưng còn một vấn đề khác. Thứ nhất, với một con người đa mưu túc trí, sau mấy lần lung lay quyền lực vì quản lý kém mà vẫn trụ vững cái ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như Phùng Xuân Nhạ, thì chắc chắn ông Nhạ không đủ ngu ngốc để mướn sát thủ hoặc để cho cái chết của ông Lê Hải An xảy ra trong khuôn viên của Bộ Giáo dục ngay trước cuộc họp với Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại trụ sở Bộ mà theo lịch công tác ông An cùng ông Nhạ sẽ tham gia. Chắc chắn sau cái chết của ông An, ông Nhạ cũng ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí đái xón ra quần chứ không phải là đùa. Và có một thực tế để thấy rằng Nhạ rất tâm huyết với giáo dục và đang bị một số phe nhóm quyền lực khác đánh tới tấp. Thứ nhất, khi Nhạ nắm chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mọi khoản thu chi của ngành giáo dục bị quản lý rất chặt và Nhạ chủ động cho giáo dục tư nhân phát triển để ngành trường của nhà nước cạnh tranh với nhà trường và trường của tư nhân. Công tâm mà nói, Nhạ là người đầu tiên kể từ năm 1986 đến nay đưa ra quyết định không thu phí cấp bậc tiểu học và giảm thiểu học phí ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Những quyết định này gây khó khăn không nhỏ cho quá trình nắm quyền và điều hành của Nhạ. Bởi trước khi Nhạ nắm quyền thì ngành giáo dục Việt Nam cũng đã tan hoang, bởi nó tan hoang nên có hàng ngàn cái bằng giáo sư, tiến sĩ, cử nhân và tú tài đều ra lò để bảo đảm quyền lực cho hàng chục ngàn quan lại cộng sản, và trong đó có cả bằng tiến sĩ của ông Nhạ. Bên cạnh đó, vấn đề tham nhũng đục khoét, lạm thu trong ngành giáo dục cũng lên đến đỉnh điểm. Khi Nhạ đưa ra quyết định giảm thu chi ở các trường, các phòng, các sở giáo dục và chấn chỉnh tư cách giáo viên bằng việc tạo ra môi trường, trường là nhà, cha mẹ là thầy cô, thì điều khiến động chạm dữ dội đến bên dưới. Bởi một khi không được hoạnh hoẹ học sinh thì giáo viên khó dạy thêm, dạy kèm, khó nhiều thứ, vân vân. Cấm thu chi bất hợp lý thì các hiệu trưởng đầu ngành sẽ mất ăn. Gần đây nhất là cấm thu quỹ phụ huynh. Như vậy gần như bên dưới muốn làm gì cũng rất là khó. Và từ một lộ trình đã kéo dài gần 2-3 chục năm về chạy điểm bằng giả, bây giờ đùng một cái Nhạ và An phanh phui đưa ra quyết định kỷ luật. Điều này cũng lý giải tại sao khi vụ việc bị phanh phui mà Nhạ vẫn tại vị thì liền bị các nhóm quyền lực khác nghênh chiến. Phải nói là nghênh chiến chứ không đơn giản là cảnh cáo hay nói nhỏ. Ngay cả việc lâu nay Nhạ bị bêu dếu, nếu nhìn bên ngoài thì đơn giản Nhạ bất tài, nói ngọng và làm quản lý không ra gì nên bị bêu diếu. Nhưng có một thực tế là dưới thời của ông Nhạ, mọi khoản thu chi của cấp dưới bị teo tóp đến mức thê thảm và không chừng chính đàn em của Nhạ tổ chức ném đá Nhạ chứ không phải ai khác. Và lần này khi vụ việc làm điểm giả bị phanh phui và vụ này lại có liên quan đến ngành công an, thậm chí nó liên quan đến rất nhiều bản điểm giả và bằng giả mà các đời bộ trưởng trước Nhạ đã bỏ sót. Như lần này, nguy cơ sau Nhạ là Lê Hải An sẽ làm cho mọi chuyện rõ ràng và trắng đen. Điều này động chạm đến quyền lực của hàng ngàn cán bộ cấp cao đang nắm quyền lực, đang cắt cứ một vùng. Và kết cục là Thứ trưởng Lê Hải An phải chết,
bởi ông nắm bộ phận liên quan đến bằng cấp đại học và trên đại học, và cái chết của Lê Hải An có thể làm cho bộ trưởng Nhạ co rúm vì sợ. Một phần sợ có sau An là Nhạ, vì phần sợ vì nhìn thấy các phe nhóm đã ra tay. Bộ Giáo dục đã đụng chạm đến nồi gạo của các phe khác, một phần sợ vì đối phương chơi đòn quá hiểm ác, cho An chết ngay trong khuôn viên của bộ. Một phần sợ vì biết tận nơi thâm cung của mình đã có sát thủ lẻn vào và giết người một cách ung dung. Sợ vì sắp tới đây, búa rìu dư luận lại nhắm vào bản thân vì trình tự câu chuyện đã đẩy sự việc đến chỗ đó. Ở đây, có thể nói rằng đòn mà đối phương của Lê Hải An đã nhắm vào Bộ Giáo dục và Đào tạo là quá hiểm ác. Cho dù Nhạ có ghét, có muốn sát hại An hay có liên quan đến cái chết của Hải An hay không, thì cái chết này cũng khiến cho quyền lực của Nhạ lung lay nặng nề. Rõ ràng là nhất cử lưỡng tiện, và điều này cũng cho thấy cuộc chiến Việt Nam đã chính thức khai pháo. Người Việt không chết vì bom đạn hay giáo mác, mà là chết vì hậu quả tai ương của các phe nhóm trong nội bộ đảng gây ra. Và trong tình thế này, kẻ ngoại xâm sẽ tọa sơn quan hổ đấu. Liệu vị lãnh đạo tối cao của Việt Nam có chọn tầm thế này? Khi bạn đói, thiếu thốn mọi thứ thì bạn không có cơ hội để làm người tử tế, nhưng đồng thời bạn cũng không có cơ hội để làm người gian manh, bởi mọi thứ đều có xúc tác của nó. Người cộng sản khi đói có vẻ tử tế hơn khi no, dân tộc có chế độ độc tài cộng sản khi đói có vẻ tử tế hơn khi no. Điều đó không chứng minh được dân tộc tính của bạn là tử tế hay vô lại. Và ngay cả khi bạn no cơm ấm cật, việc bạn cà chớn cũng chưa khẳng định được căn tính của bạn. Bởi điều đó lại nằm ở một thứ hệ thống bên trên hành vi của bạn. Nó có tính chất vĩ mô. Việt Nam sẽ đi về đâu với những hình ảnh, những hành trạng mà trong mấy ngày vừa qua khiến cho cả thế giới phải che mặt. Trong đại hội SEA Games 30 này, hình ảnh các cô gái khỏa thân hò hét đi báo lại xuất hiện. Điều này đáng xấu hổ, nhưng đáng xấu hổ hơn là hình ảnh của ông Nguyễn Đức Chung. Đường đường là một chủ tịch thành phố Hà Nội, nơi đóng đô của cả một chế độ, đã có những phát biểu không phải là của một con người có lý trí. Điều này do đâu và câu chuyện này dự báo điều gì? Nếu nhìn một cách tổng quan, dường như không riêng gì Nguyễn Đức Chung có những phát biểu vớ vẩn và có hành trạng bất minh trong vấn đề quản lý đất nước. Có một thực tế là hầu hết giới cán bộ lãnh đạo nhà nước đều dùng bằng giả và một số nhân vật dính đến trọng án trước khi làm lãnh đạo, nhưng sau đó khéo chạy chọt man trá nên tiếp tục nắm quyền. Và đáng sợ nhất là dù có học hay vô học, dù dùng bằng thật hay bằng giả, thì giới cán bộ cộng sản đều thụ đắc một cách sâu sắc nền giáo dục cộng sản xã hội chủ nghĩa. Một nền giáo dục mà ở đó chỉ có hai loại kiến thức duy nhất, đó là kiến thức về tự nhiên, kỹ thuật và kiến thức về xã hội. Trong đó, kiến thức xã hội không hề dạy cho con người ý niệm, ý nghĩa nhân quyền, mà dạy cho con người cách để đạp lên nhau mà đi đến quyền lực. Và hệ quả của nó là con người trở nên bất chấp mọi thứ, kể cả sinh mạng của đồng loại để bước lên vũ đài chính trị. Ông tổ của chế độ Cộng sản Việt Nam phải nói đến là Hồ Chí Minh. Ông đóng vai trò là tấm gương lớn, tấm gương sáng cho mọi thế hệ cộng sản noi theo. Nhưng nghiệt nỗi bản thân của ông cũng không tránh khỏi giết người hàng loạt. Một giai đoạn lịch sử đấu tố cải cách ruộng đất đã lấy đi hàng ngàn sinh mạng dưới triều đại của Hồ Chí Minh đã chứng minh điều này. Và đương nhiên là sau đó Hồ Chí Minh đã khóc sướt mướt. Những giọt nước mắt của ông làm liên tưởng đến những giọt nước mắt của đệ tử hàng thứ ba của ông là Nguyễn Thị Quyết Tâm. Bà này cũng từng vừa là phát biểu vừa méo mó khóc trong phiên họp Quốc hội sau khi đẩy hàng trăm người dân vườn rau Lộc Hưng ra đường. Ngoài bà Tâm, Lê Thanh Hải cũng vậy, cũng từng méo mó khóc khi phát biểu, và Võ Kim Cự cũng từng sụt sùi khóc. Người cộng sản rất giỏi méo khóc khi gây ra cái chết hàng loạt hoặc đẩy hàng loạt cuộc đời vào chỗ bế tắc lầm than, và họ có một điểm chung bất chấp để đạt được mục đích. Lần này Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, đã đưa ra sự dối trá của mình lên tầm quốc tế.
Bởi ở tầm nội địa, ông từng lừa hàng trăm người dân Đồng Tâm để đưa việc chung hứa với dân Đồng Tâm rằng sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự với những người đã đấu tố cho quyền lợi của họ. Thế rồi, sau khi mọi chuyện đã ổn, các thanh niên của lực lượng cảnh sát cơ động được người dân thả về một cách lành lặn. Câu chuyện đi vào lúc giảm nhiệt thì Trung bất ngờ đưa ra quyết định truy tố hình sự đối với người dân Đồng Tâm. Điều này, ngoài việc chính Trung tự sổ tẹt vào danh dự của mình, Trung cũng ném dơ lên gương mặt chế độ, bởi hơn ai hết, Trung đang nắm vị trí lãnh đạo tối cao của một thành phố mà ở đó mọi cơ quan đầu não, mọi gương mặt lãnh đạo tối cao của quốc gia đều sống và làm việc ở đó. Rõ ràng, dù không nói ra nhưng ai cũng hiểu rằng việc của Trung làm có sự đồng thuận của bề trên. Nếu không, cho dù có ăn gan trời, Trung cũng không dám lộng quyền, lộng hành và tráo trở với người dân như vậy. Nhưng chuyện Đồng Tâm tuy đánh động dư luận thế giới, nó vẫn là câu chuyện mang tính quốc nội. Lần này, chuyện các chuyên gia Nhật Bản xử lý làm sạch sông Tô Lịch, Trung đã ném cả một túi cháo chở vào các chuyên gia Nhật khi nói rằng họ đã không xin phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khi thử nghiệm xử lý sông Tô Lịch. Làm được điều này, xem như chúng con ngang nhiên đạp lên mọi thứ giá trị của lương tri và danh dự, nói hàm hồ và xàm xí. Rõ ràng không thể dùng từ ngữ nào khác đối với Trung, và sự tráo trở của Trung cũng không phải là lập dị trong hệ thống cán bộ, bởi hiện tại có thể đi bất kỳ nơi nào trên đất nước này để gặp các loại cán bộ hống hách, láo toét, đạo đức giả, không có lòng tự trọng và hợm hĩnh, gian ác như Trung. Bởi nói không ngoa là tất cả giới cán bộ Việt Nam hiện tại đều là cá mè một lứa, đều được đào tạo ra chung một cái lò và đều do dân và đều coi dân như cỏ rác. Hơn nữa, khi mà lợi ích nhóm đã bén sâu mọc bền trong cánh rừng chính trị Việt Nam thì đương nhiên mọi phát biểu hay mọi tráo trở sự lộng hành của một quan chức nào đó đều không có tính cá biệt mà nó đóng vai trò phát ngôn của nhóm. Nó như một thông điệp về sự cạnh tranh quyền lực và tiền bạc của nhóm gửi cho các nhóm khác để biết rằng rừng nào cọp nấy, nước sông không phạm nước giếng và phần ai nấy ăn, đừng dây vào miếng ăn của người khác và mang vạ vào thân. Ở các phát biểu tráo trở của các cán bộ lãnh đạo hoàn toàn không có bóng dáng của lợi ích nhân dân hay quần chúng quyền lợi của nhân dân mà nó đóng vai trò đòn răn đe trước các nhóm khác đang trực chờ cướp miếng ăn hoặc một nhóm thiện nguyện nào đó cho không biếu không làm mất đi cơ hội tham nhũng đục khoét của nhóm. Trường hợp các chuyên gia xử lý nước của Nhật Bản sẵn sàng đầu tư miễn phí để làm sạch sông Tô Lịch và sau này là Hồ Tây khiến cho Trung phải ăn nói hồ đồ bất chấp, để rồi sau đó Trung lại một lần nữa nói rằng chỉ đọc nguyên văn báo cáo mà không hiểu gì cả là một điển hình. Nghĩa là khi mất miếng ăn người ta trở nên lồng lộn hết sáng suốt, có khi mụ mị và tàn nhẫn tàn ác. Ông bà thường nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Lộn gan lên đầu là ám chỉ việc đầu óc trở nên đần độn, không quản lý được hành vi và quên mất mình là ai. Trường hợp Nguyễn Đức Chung ứng với câu ca dao của cổ nhân. Nhưng vấn đề lộn gan lên đầu của một con người vô danh, không chi phối được ai cũng là đáng sợ. Đằng này, một ông lớn lộn gan lên đầu, nhiều ông lớn lộn gan lên đầu trong lúc cái lò chống tham nhũng của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng vẫn đang ngùn ngụt lửa, thì câu hỏi đặt ra là liệu có thứ tham nhũng thành củi cũng như thành than, thứ tham nhũng được trưng bày thành của quý hay không, và với đà này thì đất nước sẽ đi về đâu? Một câu hỏi không lớn trong lúc này, bởi hình như ai cũng có thể manh nha thấy được đích đến của đất nước. Vấn đề là thái độ phản ứng của con người bị chi phối bởi lương tri trong sáng hay lòng tham mù quáng ngu xuẩn. Có lẽ lại một lần nữa phải cầu nguyện nhờ cậy vào anh linh các bậc tổ tiên, ông cha đã dựng nước và giữ nước, và cầu nguyện đến ông trời. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn.
Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.